Hello các bạn, lại là Dũng đây. Thì hôm nay là một ngày có một cái sự kiện xảy ra đặc biệt. Dũng sẽ review cho các bạn xem nha. Đó là ngày khai trương chi nhánh thứ 6 của em Tô Hà Đông Nghi. Đây là toàn cảnh của cái buổi tiệc khai trương ngày hôm nay. Các bạn theo Dũng vào bên trong nha các bạn. Đây anh em, đây là hai cha con của Đông Nghi, quý tử của Đông Nghi á. Rồi mời anh em cùng vào bên trong xem qua cái chi nhánh 6. Chiếc xe quá đẹp. Đây là chiếc siêu xe của Đông Nghi, chuyên chạy chắc. Đây là một chiếc rim. Thì chiếc rim này để mình coi đúng không nha. Không biết phải rim của anh Y Vũ không. Huy chương quá trời luôn. Còn đây là các siêu phẩm của Đông Nghi. Có cả Honda Taiga luôn, 300, Boya 300. Thì đây là cái Honda mới. Sản phẩm này ra mắt năm 2020. Rồi đây là Ducati Way. Rồi xe chạy chắc nè bạn, xe chạy đường ngắn. Các bạn xem qua nha. Đã hả bạn ơi. Rồi mình vào bên trong nha rồi. Mời mọi người theo Dũng. Đây là các con xe của Đông Nghi. Nhiều xe lắm, Đông Nghi có tới 6 chi nhánh, thành ra còn một số siêu phẩm của Đông Nghi thì đang ở các chi nhánh còn lại. Rồi giới thiệu với bạn. Đây là Hương Nghi được làm đại sứ độc quyền hãng nhớt Restore của Đức. Và Đông Nghi được in hình trên cái bình nhớt Restore. Thì người đầu tiên đại diện cho Việt Nam có hình ảnh trên chai nhớt Restore. Đây bạn. Dũng giới thiệu em với bạn là em Đông Nghi là thành viên của Typhoon. Và AK cũng là của một anh em trong Typhoon luôn. Thật ra đây là sản phẩm mà Đông Nghi đồng hành cùng anh em Typhoon và AK. Đây bạn, sản phẩm chiếc gẹt tem AK. Đây có quán cà phê cũng thú vị, thì anh em vào giao lưu uống cà phê rồi trao đổi về xe, hoặc là ngồi để mà chờ mình làm xe cũng thú vị lắm. Thoáng mát, rộng rãi, rất là rộng luôn. Ở đây là chi nhánh lớn nhất mà Đông Nghi từng có. Thì mời các bạn xem sơ qua. Đây có quầy pha chế luôn. Hai Đông Nghi, anh chào em. Thì chúc mừng em hôm nay khai trương chi nhánh số 6. Thì mong là em sẽ giới thiệu thêm về chi nhánh của mình cho anh em đam mê xe biết về thêm được không em? Những cái ưu tiên của những đặc điểm. Quý anh chị em, cô chú, hôm nay Đông Nghi rất là hạnh phúc khi mà làm clip này để gửi lời chào và cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Đông Nghi. Và ngày hôm nay chính thức khai trương chi nhánh 6 của Đông Nghi Racing Team tại địa chỉ 44/11 đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Phú. Dạ. Em có thể nói về những cái ưu điểm của cái chỗ mới này không em? Nó có cái gì khác với chỗ cũ không? Dạ. Thì ở đây em làm một cái mô hình hoàn toàn hiện đại theo cái xu hướng mới, và chuyên về cà phê, rửa xe, detailing và những dòng nhớt chất lượng nhập khẩu từ Đức. Không biết là em có thể cho mọi người tham quan sơ qua như cái chỗ của em, em có thể hướng dẫn mọi người về cái khu vực của mình. Xin mời tất cả mọi người cùng theo nghi tham quan một vòng cái chi nhánh 6 này. Thì ở trên em làm một cái bảng hiệu rất là lớn để quý khách có thể tham khảo về bảng giá, có thể xem bảng giá các dịch vụ của Đông Nghi Racing Team. Rồi ở đây cũng khu vực bảng giá để phục vụ quý khách. Và đây là bàn lễ tân, là mình em tiếp khách ở đây. Dạ. Tiếp theo đây là khu vực trưng bày cái xe của em, cái xe kiển và những dòng nhớt. Rồi quý khách có thể thấy là đây là một cái không gian rất là rộng lớn.
Như em dùng để trưng bày những cái xe quý khách đã rửa xong, đã detailing xong thì sẽ ra khu vực giao nhận xe đây. Đó. Còn bên đây là khu vực trưng bày những cái sản phẩm dầu nhớt nhập khẩu. Em làm ba thương hiệu Reton và dòng Bedlinon là sản phẩm của Reton. Thương hiệu Stray King và thương hiệu Speedon. Dạ. Thì những sản phẩm này được nhập khẩu trực tiếp Reton và Bedlinon từ Đức. Stray King là thương hiệu của người Việt Nam, rất là tự hào. 10 năm phát triển thương hiệu của người Việt Nam. Và Speedon nhập khẩu chính thức từ Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là những dòng nhớt rất là chất lượng. Và em cũng là một trong những người theo cái ngành dầu nhớt này lâu năm. Và em tìm được những dòng nhớt này thật sự chất lượng với cái giá hợp lý dành cho không chỉ anh em chơi xe Việt Nam mà còn cho người dân Việt Nam có thể dùng những sản phẩm nhớt này. Dạ. Và tiếp theo đây là khu vực chính thức làm việc của Đông Nghi Racing Team. Đây là khu vực detailing dành cho những dòng xe đã rửa xong, ra đây mình đánh bóng rồi mình phủ nano ceramic cũng như là bảo dưỡng xe ở khu vực này. Ở đây có phủ ceramic luôn. Dạ, và em đầu tư một cái dàn đèn hoàn toàn hiện đại rất là lớn ở đây. Wow. Dạ. Đẹp. Tiếp theo thì đây là khu vực trưng bày những cái thành tích của em cũng như là những cái hình ảnh mà 3 năm nay em theo đuổi cái sự nghiệp kinh doanh lẫn đua xe chuyên nghiệp nằm ở đây. Dạ. Xin mời quý anh chị em cùng tham quan cái khu vực detailing của em. Và ngày hôm nay thì em trưng bày những cái xe thi đua đấu giải cũng như trưng bày những cái mô hình xe đã rửa và detailing ở đây. Dạ. Em thì anh có thể hỏi em một sơ tí xíu về cái detailing của mình. Dạ. Nó có khác hay là nó như thế nào. Dạ. Với những người khác không? Dạ. Thì em luôn cố gắng học hỏi cũng như là định hướng cho mình một cái hướng đi về những cái sản phẩm đời mới và những cái dịch vụ mới hiện đại. Và cái mô hình detailing em xây dựng là đúng cho thị trường xe hai bánh, từ xe phân khối nhỏ đến phân khối lớn. Và em cũng học hỏi rất là nhiều để cho mình những cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật cao về việc detailing. Thì em cũng học hỏi bên ngành xe hơi và em áp dụng cho xe hai bánh mình những cái kỹ thuật detailing gọi là hiện đại nhất. Dạ. Có nghĩa là những xe khi mà đã rửa xong thì ở đây là khu vực detailing, em phủ bóng, phủ nano, phủ ceramic cũng như là bảo dưỡng những xe đã rửa xong. Đó, quý khách có nhu cầu thì em có 6 mức giá để phục vụ quý khách với đủ 6 dịch vụ, từ rửa xe cơ bản, rửa xe, vệ sinh xe với dung dịch Striking, rửa xe và phủ ceramic của Striking, rửa xe, vệ sinh nhôm sinh dĩa, vệ sinh bánh xe, rửa xe và phủ nano của KLCB, dung dịch detailing chuyên nghiệp nhập khẩu, và dịch vụ rửa full xe, có nghĩa là em có thể mở hết xe, mở hết dàn áo ra, bánh gấp để em vệ sinh từng chi tiết của xe. Đó là dịch vụ rất cần đối với thị trường xe hai bánh, tại vì xe mình đi lâu mình không vệ sinh ở trong, thật sự nó sẽ ảnh hưởng đến dàn khung sườn cũng như là dây điện và động cơ ở trong. Em muốn rửa chi tiết để mình gọi là mình bảo dưỡng một lần lại cho khách với chi phí rất là ưu đãi. Với xe hai bánh phân khối nhỏ là 500.000 rửa full xe, và xe phân khối lớn là 800.000 rửa full xe. Dạ. Thì xin lỗi cho anh hỏi thêm là ngoài cái việc mà mình đi tour về á, thì cái chiếc xe mình là nên rửa full xe rồi. Dạ. Rồi còn lại nếu mà xe mình chỉ đi phố không thì với những cái bạn mà ít thời gian á. Dạ. Thường xe đi phố nhưng mà xe dùng cũng
Với thời gian dài thì theo em thì khoảng bao lâu mình nên vệ sinh full sen lần? Dạ, thì tùy vào cái nhu cầu của quý khách, mình đi làm hàng ngày hay là lâu lâu mình mới đi. Thì theo khuyến cáo và cái sự hiểu biết của em thì một xe tầm khoảng 6 tháng đến 1 năm thì mình rửa full sen một lần. Còn những anh em mà thường xuyên đi tour mà mình đi nhiều và giống như là những cái cung đường mà gọi là đất cát nhiều á, thì mình nên vệ sinh xe thường xuyên mỗi chuyến đi tour về. Tại vì nó sẽ bảo dưỡng được cái dàn khung sườn cũng như là dàn động cơ và dây điện của mình là được bền bỉ hơn. Dạ. Và với những cái xe hai bánh á, thì đa số xe phân khối nhỏ đa số là người dân mình và anh em chơi xe thường ít quan tâm tới việc là vệ sinh ở bên trong, chỉ rửa xe ở bên ngoài thôi. Ở bên trong rất là cần thiết, và em đã nhận rất là nhiều ca bị mục sườn á, có nghĩa là đi lâu quá nó cứ đóng những cái chất bẩn rồi những cái hóa chất cũng như là nước mưa axit rất là nhiều, nó bị mục sườn. Thì khi mà rửa phun xe em có thể báo với khách là xe tình trạng như vậy, đảm bảo cái sự an toàn cho khách. Em có thể giới thiệu thêm. Dạ. Rồi. Ở đây mình nhìn lên trên đây nè. Ở đây là khu vực gọi là khách có thể ngồi để thư giãn, có thể có một cái không gian hoàn toàn mới. Tại vì ở trên mình nhìn xuống á, và em đây là cái thiết kế em rất là ưng ý, và khi mình nhìn xuống một không gian rất là sạch sẽ đẹp, mình thấy stress rất là hiệu quả. Dạ. Trong khi chờ đợi khu vực rửa xe và điện xe lim. Dạ. Còn đây là những cái bàn kỹ thuật của em, là những sản phẩm mà trên xe của quý khách rửa full hoặc là cần bảo dưỡng, em làm kỹ thuật cao ở khu vực này, hai cái bàn làm việc. À, tiếp theo đây là khu vực phòng rửa xe, và em làm một cái phòng rửa xe tiêu chuẩn theo thiết kế hiện đại nhất hiện nay. Dạ. Chắc là ở đây cái chỗ để hút nước dưới đây luôn phải không? Dạ. Thì cái sàn nước sẽ trôi ở dưới đây, và em làm một cái hệ thống thoát nước cũng như là giữ lại đất cát và những hóa chất trong một cái ống riêng, nó không bị hóa chất ra cái cống chính của đường phố. Dạ. Vệ sinh môi trường. Đảm bảo vệ sinh môi trường. Em đảm bảo vệ sinh môi trường ở phần này. Chắc cho anh hỏi thêm một câu nữa thôi là ngoài việc mà xe của mấy anh em đến để rửa tại nơi của mình á, dạ, tin tưởng mình á, thì Đồng Nghi có cái giải pháp gì để hướng dẫn cho anh em để khi mà về nhà đó, dạ, khi mình đi trên đường mà khi là mình cũng phải bảo quản được cái độ sạch, dạ, của xe, dạ, theo cái cơ bản, dạ, em có cái cách nào đó không? Dạ. Thì với những khách đã từng sử dụng dịch vụ ở Đồng Nghi Racing Team, tất cả các chi nhánh, em đều khuyến cáo quý khách là giống như mỗi khi mình đi mưa về, cái việc đơn giản nhất là mình dùng nước để mình xịt hết cái xe. Tại vì mưa hiện tại axit gấp mấy lần so với ngày xưa, tại vì công nghiệp bây giờ phát triển và cái nước mưa nó cũng độc hại hơn nhiều. Thì để bảo quản cái xe, cái việc đầu tiên là mỗi khi mình đi mưa về là mình xịt nước để cho cái xe mình nó sạch sẽ và nó đỡ hóa chất. Tiếp theo là với tùy từng dòng xe mình có những cách bảo dưỡng khác nhau, và với nhu cầu của khách và những em có thể tư vấn cho khách những cách gọi là hợp lý nhất mà em học hỏi được. Dạ. Đó là những cái phương pháp tạm thời trước khi mình, dạ, có thời gian đi đến, dạ, đây bảo quản kỹ. Dạ. Okay. Tại vì cái dịch vụ em làm nó cũng khá bình dân, em có thể xây dựng một cái quy mô như vậy vài trăm triệu để em rửa một chiếc xe 30.000 cho quý khách, nó cũng khá là bình dân. Và cái định hướng của em có sẽ là tương lai em có thể mở rộng nhiều nơi để phục vụ quý khách việc rửa xe đi xe linh cũng như dầu nhớt chất lượng. Dạ. Thì theo anh nghe Đồng Nghi nói nãy giờ thì Đồng Nghi chia sẻ chung cho tất cả anh em chơi xe về vấn đề vệ sinh bảo quản xe, chứ không phải là mình đang bia về một cái thương hiệu riêng của mình. Dạ, đúng rồi. Cho nên là hy vọng anh em coi được cái clip này á, thì có nhu cầu nào nó cần á, thì đến Đồng Nghi. Nếu mà mình đến để mà trao đổi với Đồng Nghi thì nó sẽ trực tiếp hơn. Dạ. Các bạn sẽ thấy được cái sản phẩm mà Đồng Nghi vệ sinh xe cho các bạn. Dạ. Anh nghĩ là như vậy. Và không chỉ riêng em,
tất cả các nhân viên của em đều được học hỏi về những kỹ thuật này, cũng như là những quản lý ở các chi nhánh là những người có kiến thức và công việc đảm bảo để có thể tư vấn cho quý khách được rất là nhiều. Yeah, các bạn an tâm nha các bạn. Yeah. Hiện tại là Đông Nghi có 6 chi nhánh. Yeah. Rất là nhiều, và ở chỗ này là chi nhánh lớn nhất, nó thuộc quận Tân Phú. Tân Phú. Dạ. Kế bên Ion luôn các bạn, rất là dễ tìm. Dạ. Thì các bạn an tâm là những lúc mà Đông Nghi bận việc ở các chi nhánh khác á, thì ở đây vẫn có anh em trợ lý của Đông Nghi là có thể là hỗ trợ cho các bạn về vấn đề kỹ thuật được. Dạ. Uy tín và chất lượng, cho nên ngày hôm nay Đông Nghi mới có được chi nhánh thứ 6. Dạ. Các bạn an tâm nha. Và đây là những dụng cụ để em rửa xe ở đây. Đây là những dụng cụ nhập thương hiệu KLCB, rất là gọi là những dụng cụ chuyên nghiệp dùng cho rửa xe. Đồng ý cho anh hỏi thăm thêm là ngoài việc làm bảo dưỡng xe thì ở chi nhánh này mình có làm về máy xe không em, hay là làm về máy xe? Em tập trung về trung tâm, địa chỉ 19A Đông Sơn, phường 7 quận Tân Bình. Đó là khu vực xử lý tất cả các vấn đề về xe đó. Còn những chi nhánh em mở ra như thế này để phục vụ nhu cầu chăm sóc, làm đẹp xe và thay nhớt, bảo dưỡng xe cho quý khách. Dạ. Cũng như là có một cái không gian rất là đẹp để cà phê. Mình uống cà phê thì trong thời gian quý khách rửa xe mình có thể tận hưởng cà phê, hoặc là mình đi cà phê mình có thể để xe để rửa. Theo anh đến đây thì anh quan sát là cái view ở đây quá là hợp lý luôn, nó rộng rãi, thoải mái, nó gần chưa mà nghe Ion nữa, thành ra mọi người rất là dễ tìm. Dạ. Anh em yêu mến em Đông Nghi hãy đến ủng hộ nha. Dạ, và em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý khách đã luôn ủng hộ Đông Nghi suốt nhiều năm qua, trong thời gian Đông Nghi bắt đầu xây dựng sự nghiệp đến nay. Và ngày hôm nay Nghi có được chi nhánh 6 này, Nghi cũng sẽ cố gắng để thêm nhiều chi nhánh phục vụ quý khách ở nhiều nơi nữa. Và Đông Nghi thật sự cảm ơn quý khách đã luôn ủng hộ. Cảm ơn Đông Nghi rất nhiều. Dạ. Và xin hẹn tại Đông Nghi Racing Team tất cả các chi nhánh của Đông Nghi. Dạ. Thế các bạn, thì bây giờ anh em Typhoon đến các bạn, đầy đủ rồi. Đây, giới thiệu các bạn, đây là tất cả anh em Typhoon. Dạ rồi, em ở đây máy này nha, 2, 3. Giới thiệu các bạn, đây là anh em Racing Boy thứ thiệt đó các bạn. Dạ rồi, mọi người nhìn máy này giúp em nha, đây ạ.